Thưa quý vị, chiều nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân đã có buổi giám sát công tác tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 và làm việc với Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê đã thiết lập hai địa điểm tiêm, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Nhà thi đấu ngành Giáo dục và Đào tạo quận. Từ ngày 4 tháng 5 đến nay, quận đã tiêm 36.577 mũi, đạt 100,6% kế hoạch giao. Để chuẩn bị cho công tác tiêm vaccine theo kế hoạch 4280 của Sở Y tế thành phố, từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 9, quận đã và đang hoàn tất thủ tục nhập liệu vào phần mềm để triển khai tiêm. Trong thời gian đến, sẽ tiêm chủng cho số lượng lớn. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân quận đề nghị thành lập thêm điểm tiêm chủng mới, dự kiến tại công viên 29 tháng 3. Đề nghị Sở Y tế có biện pháp khắc phục lỗi hệ thống cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 để kịp thời nhập dữ liệu trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá cao công tác triển khai tiêm chủng của quận Thanh Khê, đồng thời ghi nhận những đề nghị góp ý của quận trong việc tổ chức triển khai tiêm chủng và sẽ chuyển ý kiến đến các đơn vị liên quan để giải quyết. Nhấn mạnh tốc độ tiêm chủng sẽ quyết định đến lượng vaccine được tiếp tục phân bổ trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê tập trung nguồn lực thực hiện rà soát, không để bỏ sót người dân trong độ tuổi được tiêm chủng. Trước đó, vào sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân đã có buổi giám sát công tác triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ và một số vấn đề liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà. Thời gian qua, quận đã hỗ trợ các đối tượng chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động không có hợp đồng lao động trên địa bàn phường với tổng số tiền 857 triệu đồng, chuyển kịp thời các khoản hỗ trợ của Trung ương và thành phố đến với người dân. Ủy ban Nhân dân phường cũng chủ động trong việc cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân nhờ vào hoạt động hiệu quả của ban điều hành khu dân cư, tổ COVID-19 cộng đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm vaccine trên địa bàn phường chưa cao, một số người dân chưa hiểu đúng về chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố. Qua báo cáo của địa phương và ý kiến của các thành viên đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân hoan nghênh nỗ lực và sự chủ động của địa phương trong triển khai công tác phòng chống dịch, kịp thời giải quyết để chính sách hỗ trợ đến với người dân, đảm bảo người dân cơ bản ổn định cuộc sống trong thời gian giãn cách. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị phường An Hải Tây cần tiếp tục tập trung giải quyết chính sách hỗ trợ cho người dân, đảm bảo kịp thời, minh bạch, rà soát tất cả các đối tượng trên 18 tuổi để tiến hành tiêm vaccine diện rộng trong thời gian tới.